Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán nha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ nói về cái công thức chu vi của hình tam giác cân nha các bạn. Thì để tính được chu vi của một cái tam giác cân thì mình sẽ nói về cái tính chất của tam giác cân là gì, đặc điểm của tam giác cân A, B, C. Cân là A thì gọi AB, AB bằng AC, được chưa? Góc C bằng góc B. Tam giác nó cân ở đâu? Cân ở A thì AB bằng AC, góc B bằng góc C. Cân tại B thì BA bằng BC, góc A bằng góc C. Cân tại C thì CA bằng CB, góc A bằng góc B. Vậy chưa? Đó là cái mình nói lẹ nha. Vậy công thức tính chu vi của một cái tam giác cân cũng giống như một cái tam giác bình thường thôi. Vậy chu vi của tam giác cân thì cũng bằng tất cả các cạnh cộng lại, AB cộng BC cộng AC. Do vì sao mình còn phải tách rời cái công thức tính chu vi của tam giác cân? Do một cái vấn đề rất đơn giản thôi, nó sẽ có những cái bài nó gài bằng cách là nó chỉ cho hai cạnh thôi, các bạn phải suy ra được cạnh còn lại rồi mấy bạn mới tính được chu vi. Ví dụ như cho tam giác ABC có cạnh cân tại A có AB bằng 3 cm, tiếp BC bằng 4 cm, được chưa? Thì mình muốn tính chu vi của một tam giác ABC thì các bạn phải cần ba cạnh, mà ở trong này chỉ có hai cạnh thôi, mà các bạn quên đi tính chất của tam giác cân. Tam giác cân thì cân tại A đúng không? Thì đồng nghĩa với AB bằng AC. Vậy bước đầu tiên bạn phải tính được là AC sẽ bằng AB bằng bao nhiêu ạ? Bằng 3 cm. Đặc điểm của tam giác cân là hai cạnh bên bằng nhau. Các bạn không nhớ cái điều này thì các bạn giải chu vi rất là khó. Được chưa? Vậy V của tam giác cân sẽ bằng AB cộng AC cộng BC. AB bằng bao nhiêu ạ? AB bằng 3. AC bằng bao nhiêu ạ? Bằng 3. BC bằng bao nhiêu ạ? 4. Vậy tính lại là nó ra 10 cm. Được chưa ạ? Các bạn nhớ đặc điểm của tam giác cân, khi mà người ta kêu tính chu vi của tam giác cân thì các bạn phải nhớ đặc điểm của tam giác cân là hai cạnh bên bằng nhau, hai góc cùng một đáy bằng nhau. Nếu mà không nhớ điều đó thì tôi nói thẳng các bạn sẽ dễ tính chu vi của tam giác cân sẽ sai, hoặc là đúng nhưng mà đúng ăn may thôi nha các bạn. Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Các bạn có vướng mắc gì thì các bạn có thể comment, mình sẽ trả lời lại sau nha. Bye bye.